quan trọng nhất á, là tính chính trực. Chuyên gia nói, chương trình đối thoại giữa siêu mẫu Võ Hoàng Yến với những ông chủ doanh nghiệp nổi tiếng trên thương trường. Quan trọng nhất không phải là ở điểm xuất phát, quan trọng là khi chúng ta chọn, ta phải có ý chí. Với các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế. Hôm giờ em thử em làm nhầm tuyển dụng, em vô em coi cho mấy bạn hiểu được là nó như thế nào anh ha. Dạ em chào anh. Dạ. À, chào em. Dạ. À, mời em ngồi. Bạn có gây cảm tình được với nhà tuyển dụng hay không? Thì trong vòng 7 giây đầu tiên. Nơi những CEO bật mí những bài học thất bại của chặng đường khởi nghiệp lẫn bí quyết thành công trong kinh doanh. Mà trời mùa đông lạnh giá ở bên Cali á, trời lạnh lắm. Tôi đứng từ sáng đến chiều, đứng trước cửa một siêu thị để mà chờ cái anh chủ đó anh ra anh tiếp mình. Nơi mà các vấn đề của khán giả sẽ được các khách mời giải đáp một cách trọn vẹn, đầy đủ. Hôm qua hồi xưa là chúng ta dắt cái xe máy ra đường là chúng ta làm business, giống như chuyển đổi số để tồn tại. Chuyên gia nói, 22:30 thứ năm hàng tuần trên HTV7, 8 giờ sáng thứ sáu trên YouTube MCV Media và hệ thống MCV Network. Chuyển đổi số sẽ giúp cho họ tự động hóa chuỗi sản xuất, cái đường dây sản xuất. Cái người đầu tàu là cái người phải dũng cảm, tức là họ chấp nhận đi theo con đường đó và họ chấp nhận một vài cái thất bại để họ thành công, và thành công lớn hơn rất nhiều so với thất bại. Khi mà chuyển đổi số ngay từ lúc mới start up sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều nếu bạn chuyển đổi số sau đó. Vấn đề nằm ở chỗ là liệu rằng em có tồn tại nổi với những đối thủ cạnh tranh khi họ thấy cái kết quả kinh doanh của em tốt như vậy hay không. Trước tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, khái niệm về chuyển đổi số không còn quá xa lạ đối với nhiều doanh nghiệp. Chuyển đổi số áp dụng được nhiều lĩnh vực khác nhau, từ bán lẻ, tài chính, chăm sóc sức khỏe cho đến khu vực công. Vì vậy, các cơ quan doanh nghiệp đều đã và đang khởi động các dự án chuyển đổi số để tăng hiệu quả hoạt động, cải thiện trải nghiệm người dùng. Vậy chuyển đổi số là gì? Việc chuyển đổi số cần tiến hành như thế nào? Chuyên gia nói hôm nay sẽ giải đáp và cung cấp thông tin chính xác nhất về vấn đề chuyển đổi số của doanh nghiệp trong thời đại công nghiệp 4.0. Võ Hoàng Yến xin được kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Chuyên gia nói. Và ngày hôm nay thì Hoàng Yến xin được mời quý vị và các bạn cùng với Hoàng Yến sẽ gặp gỡ ông Tống Hoài Dân, CEO, founder của FDS Soft và đồng thời cũng là CEO, co-founder của công ty công nghệ 365 FDS trong chủ đề thách thức chuyển đổi số trong doanh nghiệp và doanh nghiệp startup bắt nhịp chuyển đổi số. Dạ, em xin được chào anh Tống Hoài Dân. Cảm ơn anh đã bỏ thời gian đến với chương trình hôm nay. Ông Tống Hoài Dân, nhà sáng lập FDS Soft và đồng sáng lập công ty công nghệ 365 FDS. Ông Dân có trên 20 năm kinh nghiệm tư vấn chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ông từng tham gia tư vấn triển khai chuyển đổi số cho các công ty tham gia các chương trình chuyển đổi số cộng đồng cho WHO, Roche, Novartis tại Thụy Sĩ và các tập đoàn Megafen tại Đức. Gần đây, FDS Shop hợp tác với tập đoàn 365 để chuyển đổi số cho toàn hệ thống delivery và xa hơn nữa là tạo ra hệ sinh thái delivery cho cộng đồng. Bất kỳ người thành công nào họ cũng sẽ có một cái slogan cho riêng mình. Và như mọi người thấy trên màn hình đó thì anh Dân có một cái slogan rất là hay, đó chính là trước khi bắt đầu mọi việc, sự chuẩn bị sẵn sàng là bí mật của thành công. Thì tại sao anh lại chọn cái câu slogan này để làm cái câu slogan cho bản thân của mình? Câu slogan này có rất là nhiều ý nghĩa. Và càng ý nghĩa hơn nữa khi chúng ta đang đem cái câu slogan này vào trong cái bối cảnh chuyển đổi số. Tức là đây cũng là một cái gợi ý cho các doanh nghiệp. Trước khi chúng ta chuyển đổi số thì chúng ta phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. Khi mà bạn chuyển đổi số thì bạn sẽ biết trước hoặc bạn được tư vấn trước là bạn sẽ cần phải làm những gì, suy nghĩ như thế nào, rà soát những cái gì, nhìn vào cái thị trường nó như thế nào và khách hàng của mình là ai, vân 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 vân. Câu này có thể nói là một câu tâm đắc của mình. Dạ, cảm ơn anh. Thì như anh nói thì rất là hợp lý. Em đồng ý là khi mình bắt đầu chuẩn bị một công việc nào đó thì mình phải có sự chuẩn bị giống như là binh pháp Tôn Tử rồi đó anh. Thì mình phải biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Em làm trước khi làm gì em cũng phải chuẩn bị. Vậy thì em hỏi anh là ngày hôm nay khi gặp em anh chuẩn bị gì rồi? Trước khi gặp em thì anh cũng phải chuẩn bị tinh thần. Tại vì gặp một người xinh đẹp thì chắc chắn là mình sẽ rung lắm. Và sau đó là chuẩn bị những cái gì mà cần trao đổi. Anh tưởng tượng là em sẽ hỏi anh những câu hỏi gì để anh có thể trả lời tốt nhất có thể. Còn em gặp anh thì phải rung rồi đó. Tại vì chủ đề ngày hôm nay em không biết gì chưa. Chuyển đổi số là một cái cụm từ mà hầu như ai cũng nói,
nhưng mà chưa chắc tất cả mọi người có thể hiểu về nó một cách chi tiết nhất, một cách cụ thể nhất, cũng như là một cách đơn giản nhất. Tại vì những người họ nghe qua trong cái chữ chuyển đổi số là cái hơi là cao siêu quá anh, vĩ mô quá, thì thông qua đây anh là một người có hơn 20 năm kinh nghiệm, thì anh có thể nào diễn giải nó, định nghĩa nó một cách cụ thể nhất, đơn giản nhất, dễ hiểu nhất được không anh? Tùy theo từng trường hợp cụ thể, chuyển đổi số thực sự là một khái niệm không hề xa lạ với tất cả những bạn doanh nghiệp, hoặc là những thậm chí cả những cái bạn đang sử dụng máy tính. Hình dung rằng là ở nhà thì các bạn cũng đã có chuyển đổi số. Tức là ví dụ là các bạn thay vì viết một loạt những công việc hàng ngày lên dán lên trên tủ lạnh, thì các bạn có một cái chuyển đổi số là các bạn có một cái ứng dụng To-do list, thì các bạn có thể liệt kê những công việc của mình trong đấy, và nó có nhắc nhở, rồi nó có tính kèm vân vân các kiểu để các bạn có thể nhớ được cái việc mình cần làm. Đó là một cái hình thức rất là nhỏ của chuyển đổi số. Thế thì rộng hơn, những doanh nghiệp thì như thế nào? Thì những doanh nghiệp thì họ sẽ có một cái ý định lớn hơn, tức là họ phải phục vụ nhiều thứ, là khách hàng, nhân viên, thị trường, tài chính, thương mại, vân vân. Cái bài toán chuyển đổi số doanh nghiệp nó rất là phức tạp. Đơn giản á, là em chuyển đổi số bằng cách số hóa lưu trữ trước. Tức là thay vì em lưu trữ thủ công những cái file rời rạc, thì lên một cấp nữa thì em lưu trữ nó trong Excel, nó có vẻ nó liên hệ với nhau hơn. Dạ đúng. Có một nơi tập trung để em nhập những cái số liệu của em. Nhưng mà tới Excel thì nó vẫn chưa gọi là chuyển đổi số, vì cái công việc em làm trên Excel nó cũng rất là vất vả. Thì doanh nghiệp họ sẽ phải nghĩ như thế nào để chuyển đổi số ngoài cái việc là phục vụ bản thân mình, còn mang cho mình một cái định hướng mới, một cái áo mới để doanh nghiệp có thể thay đổi cái cách kinh doanh vận hành và mang lại nhiều doanh thu, lợi nhuận hơn. Đó mới là chuyển đổi số. Tức là chúng ta chuyển đổi số và chúng ta có lợi ích từ nó, chứ không chỉ đơn thuần là chỉ tiết kiệm chi phí. À, có nghĩa là không chỉ đơn thuần để là tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, mà còn phải kiếm được kinh doanh từ cái việc chuyển đổi số. Thì theo như em biết, chuyển đổi số sơ sơ theo em biết á, nó là những cái công nghệ AI nè, nó là những cái đám mây để mà hỗ trợ chúng ta hàng ngày. Vậy thì anh cho em những cái ví dụ cụ thể trong những doanh nghiệp, ví dụ những doanh nghiệp nào sẽ là phù hợp cho việc chuyển đổi số, và cụ thể hơn là chuyển đổi số như thế nào? Các doanh nghiệp mà có cái thị trường lớn thì việc đầu tiên là nên chuyển đổi số, tại vì thị trường lớn sẽ có nhiều đối thủ cạnh tranh. Thì khi chúng ta chuyển đổi số thì chúng ta sẽ tạo ra một cái sự khác biệt để có thể tăng cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp hơn. Hầu như là em nghĩ là lĩnh vực nào cũng sẽ phù hợp với lại việc chuyển đổi số đúng không anh? Theo anh thì chúng ta không nên chuyển đổi số theo kiểu xã hội hóa. Dạ. Tức là dĩ nhiên có những doanh nghiệp thì công việc chân tay nó rất là nhiều, và có những doanh nghiệp thì chỉ có 1-2 nhân viên thôi. Lấy ví dụ những khu công nghiệp thì có thể họ tới cả 100, cả 1000, thì chuyển đổi số sẽ giúp cho họ tự động hóa chuỗi sản xuất, cái đường dây sản xuất. Nhưng mà những doanh nghiệp có 1-2 nhân viên thì có nên chuyển đổi số hay không? 1-2 nhân viên thì cái khối lượng việc nó không nhiều, em có thể chuyển đổi số hoặc có thể không. Nhưng vấn đề ở chỗ là em biết cách sử dụng những công nghệ có sẵn, những dịch vụ có sẵn trên thị trường, để em làm cái đòn bẩy và đẩy nhanh cái việc em ứng dụng cái chuyển đổi số vào doanh nghiệp của mình, đỡ tốn công sức của mình hơn, tiết kiệm được cái vốn đầu tư của mình hơn. Vậy thì sẵn nay em phải tham khảo anh một câu hỏi là, giống như trong lĩnh vực thời trang của em đi, thì mình nên chuyển đổi số như thế nào để nó hiệu quả? Lĩnh vực thời trang của em là lĩnh vực rất là nghệ thuật. Vấn đề ban đầu cần đặt ra là em giải quyết cái bài toán nào. Ví dụ như quảng bá. Đúng rồi, hạt của em á, của em á là cần phải người ta nhìn vào cái thời trang, nhìn vào góc độ nghệ thuật đúng không? Thì em cần phải quảng bá nó với cái góc độ là gì? Đó là một cái ngành nghệ thuật. Tức là những cái gì tôi tạo ra đó là sự kết quả của tinh hoa của sáng tạo. Và làm sao dùng chuyển đổi số, chẳng hạn những công nghệ 3D, những công nghệ thực tế ảo, để người ta có thể tưởng tượng được trong đầu là ok, cái mẫu của em nó perfect như vậy trong thực tế đó. Nó hoàn hảo với mình thực tế. Chẳng hạn như trải nghiệm không gian thực tế ảo đúng không anh? Thực tế ảo, hoặc là em có thể tổ chức những cái show diễn hoành tráng có sự tham gia của thực tế ảo, nhưng mà thực tế ảo là AR chứ không phải là VR. AR tức là nó ngay trên sân khấu, nó có cái thực tế ảo luôn. Nghe là thấy đã rồi không anh? Vì vậy thì nó sẽ gây ra việc là những người lao động họ sẽ không còn nhiều việc làm nữa, anh nghĩ sao vấn đề này? Ra là câu hỏi em rất thực tế. Rất là nhiều bạn sinh viên, như trong lúc quá trình là em anh làm cái seminar về cái đề tài, họ rất là nhiều. Đó là một nỗi lo chính đáng. Ngay cả bản thân anh cũng có thể biết đâu là sau này có giám đốc AI hay sao, đúng không? Thì quan trọng biết AI họ tạo ra nó để không phải nó thay thế chúng ta. Trước mắt phải khẳng định là như vậy, tức là AI là một công cụ trợ lý. Tại vì khi chúng ta làm việc nhiều, những công việc nhàm chán, lặp đi lặp lại và nó không có tính sáng tạo và hiệu quả thấp, thì chắc chắn AI nó sẽ đến.
chẳng hạn những công việc lắp ráp đơn giản thì AI sau này sẽ làm thay. Thì những cái thành phần mà chúng ta lao động trong cái lĩnh vực đó như thế nào thì chúng ta sẽ phải nghĩ tới việc là làm sao để tái đào tạo, giúp họ có một cái công việc khác tốt hơn. Dĩ nhiên là mình phải giải quyết chứ, nhiều khi đó là cả triệu mấy chục triệu người thì sao? Dạ đúng rồi, mình sẽ nghĩ ra một cách nào đó ở trong cái thế giới mới, thế giới công nghệ AI, chúng ta phải có những người dạy những con AI đó làm cái việc gì đó. Và kiểm tra nó, chứ rồi chúng ta không tạo ra AI để chúng ta thả nó đi ra ngoài đường và nó muốn làm gì nó làm, mà chúng ta phải kiểm tra nó. Cái đội ngũ mà đang làm đó sẽ trở thành những đội ngũ kiểm tra và đào tạo. Thì cái kỹ năng nó chỉ cần nâng cấp, nhưng mà đào tạo những con AI đấy là nâng cấp nó lên thì nó sẽ trở thành một cái nghề mới. Hỏi thêm một tí là em thấy là bất kỳ một cái sự phát triển nào, một cái gì đó nó mới mẻ nó cũng sẽ tạo ra một cái ngành nghề khác đúng không anh? Vậy thì chuyển đổi số đã tạo ra những cái ngành nghề mới nào? Nó sẽ tạo ra cũng khá nhiều cái ngành mới, nhưng mà đòi hỏi chúng ta phải đầu tư về học vấn, tức là anh nghĩ trong tương lai cái giáo dục của mình nó thay đổi, nó sẽ chú trọng hơn để đào tạo những cái ngành mà 4.0 nó mang lại. Tức là nó sẽ đổi một tí, tức là thay vì chúng ta học toán lý hóa này nọ thì chúng ta phải học những cái môn mà cái nghề nghiệp mới nó yêu cầu. Đó, biết đâu chúng ta sẽ phải học lập trình. Em thấy bây giờ hầu như là ai cũng phải học biết chút xíu về máy tính, biết chút xíu về 4.0, về ngay cả những người mà hồi xưa anh cũng phải bắt đầu cập nhật. Mà cái lập trình đó thì nó quá khô khan đi. Dạ đúng. Chẳng có ai thích nó cả. Dạ. Nhưng mà bây giờ lại phải dạy cho thậm chí những cái bạn trẻ nhỏ là phải học. Tại sao vậy? Tại vì để chuẩn bị thôi. Chuẩn bị để các bạn ấy, bạn trẻ đấy, bạn nhỏ đấy hiểu được là cái thị trường 4.0, cái thế giới 4.0 lớn như thế nào, và chúng ta đừng có bảo thủ. Đó là cứ nghĩ rằng là chỉ học toán lý hóa thôi là đủ. Đó thì chỉ để thay đổi cái mindset thôi, thay đổi cái tâm thức của mình thôi. Rồi sau đó những ngành khác nó sẽ tới. Chắc chắn là mình học lập trình đâu phải mình ra mình làm lập trình đâu. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Mình ra mình kinh doanh thì sao? Mình kinh doanh về cái lĩnh vực nào đấy liên quan tới lập trình thì sao? Chẳng hạn như là biết đâu là thực tế ảo sau này nó sẽ phổ biến. Ví dụ những cái hãng lớn như Google, Microsoft là nó cố gắng nó sẽ tinh giản hóa cái kính thực tế ảo đi, thì thực tế ảo biết đâu nó sẽ là một cái contact lens để vào mắt em thì sao? Ví dụ làm chơi game hay bắn gắn một cái contact lens là mình thấy hết tất cả mọi thứ, là mình vô chơi game luôn vậy đó. Cái yếu tố then chốt cho việc thay đổi chuyển đổi số theo anh là yếu tố nào? Nó có phải nhân lực hay không, hay là một yếu tố nào? Chuyển đổi số đòi hỏi hai thứ, đòi hỏi người đầu tàu. Cái người đầu tàu là cái người phải dũng cảm, tức là họ chấp nhận đi theo con đường đó và họ chấp nhận một vài cái thất bại để họ thành công, và thành công lớn hơn rất nhiều so với thất bại. Đó là cái người đầu tàu ha. Và bên cạnh đó họ cần có cái đội ngũ trợ lý cũng phải chuyển đổi số. Tức là những bạn nhân lực này, những bạn đi cùng với mình á, các bạn đó phải có cái khuynh hướng là sáng tạo ra những cái mới, giúp cho cái sản phẩm của cái doanh nghiệp chuyển đổi số đó nó cạnh tranh được với những đối thủ khác. Thì nhân lực nhìn chung vẫn là con người. Vẫn là con người, vẫn là quan trọng chứ không phải là con người. Và sự dũng cảm. Dũng cảm. Mà dám liều mình với lại thử thách. Và qua những câu hỏi nãy giờ thì chúng ta cũng đã biết được rất là nhiều thông tin về chuyển đổi số. Và ngay bây giờ đây sẽ là những câu hỏi mà của quý khán giả gửi về cho chương trình. Câu hỏi của khán giả thì có rất là nhiều. Và trước khi đến với câu hỏi của khán giả thì Hoàng Yến cũng xin nói với mọi người là chương trình Chuyên gia nói là nơi mà để giải quyết tất cả những thắc mắc của quý vị khán giả. Cho nên là quý vị khán giả nếu như có những cái câu hỏi thì đừng ngần ngại gửi thư về cho hộp thư của chương trình. Đó chính là chuyên gia nói amoc@ncvnetworks.com. Và chúng tôi sẽ gửi những câu hỏi đó cho các chuyên gia và các chuyên gia sẽ hỗ trợ các bạn. Thì bây giờ em sẽ đến với những câu hỏi đầu tiên. Tôi là Thành Trung, hiện tôi đang kinh doanh nhà hàng. Tôi thấy một số nhà hàng chuyển đổi số rất thành công. Tôi muốn hỏi, nếu như chuyển đổi số nhà hàng, tôi nên bắt đầu từ đâu? Rất hay nha, tại vì mình bắt đầu đi vào thực tế. Tức là doanh nghiệp nhà hàng, nhất là trong bối cảnh là sau Covid, giống như chuyển đổi số để tồn tại. Chúng ta không thể sử dụng cách thức cũ nữa, tại vì cách thức cũ sẽ mất nhiều thời gian và chi phí. Thì khi chuyển đổi số cái doanh nghiệp nhà hàng, các bạn nên nghĩ về khách hàng. Cái mình cung cấp ra cho khách hàng ăn uống ra thì các bạn không cần phải thay đổi những cái menu, những thay đổi cách thức phục vụ, tức là chuyển đổi số tức là thay đổi cách vận hành kinh doanh và góc độ thị trường. Lúc trước thì các bạn sẽ nghĩ tới việc là người ta đến shop, người ta đến cửa hàng để người ta ăn uống. Giả sử như mình nghĩ theo kiểu khác đi, là mình giao đồ ăn tới nhà. Đó cũng là một cách ha. Thì mới chuyển đổi số được. Rồi chúng ta nghĩ về những cái dịch vụ khác nữa. Ví dụ chúng ta có thể là cung cấp ra thị trường
Không chỉ có cái việc mà chúng ta cung cấp những món ăn. Dĩ nhiên là sau dịch thì anh nghĩ là câu chuyện nhà hàng nó sẽ trở lại bình thường thôi. Dịch thì nó cũng sẽ qua. Đã lấy ví dụ thôi thì mình vẫn kinh doanh buôn bán nhà hàng ở trên đường phố bình thường, không có gì cả. Thì đẩy mạnh nó lên, tức là cái hình thức của nhà hàng của mình á thì hiện tại nó như thế nào so với đối thủ trước cái đã, để mình chuyển đổi số. Đối thủ của mình có tiếp thị ở trên mạng xã hội hay không? Chúng ta nghĩ tới cái thị trường, tức là thị nó cũng rất là quan trọng. Thì qua dịch thì mình mới thấy rằng là nếu khách hàng không đến với chúng ta thì chúng ta phải đến với khách hàng. Đúng anh, chúng ta lướt Facebook hay là họ tiếp thị liên tục. Tiếp thị trên đó không, tức là cái độ tương tác nó rất lớn. Thậm chí tại truyền hình bây giờ họ cũng phải tăng cường cái mạng xã hội và những cái kênh video trên online, nó sẽ online nhiều hơn. Chúng ta nghĩ về góc độ đó. Và về cái feedback của khách hàng nữa thì đa phần chúng ta chỉ bán, chúng ta ít có lắng nghe cái nhu cầu khách hàng. Thì hôm nay có mạng xã hội, có các cái trang web, có các cái nguồn cung cấp thông tin. Ví dụ chúng ta có thể, nếu mà là thực sự chúng ta nên mua những cái survey, những cái khảo sát về thị trường, thì chúng ta biết được là cái giá cả chúng ta bán như vậy là nó hơi cao, cũng là một cách ha. Tức là hoặc là chúng ta tự làm bằng cách là chúng ta tham khảo trang web khác, hoặc là chúng ta có thể mua những nhiều điều đó để biết được là cái giá của mình nó hơi cao, hoặc cái món ăn của mình đã có thích hay không. Vâng. Ở đây có hỏi là ảnh hỏi là tôi nên bắt đầu từ đâu, thì em nghĩ là anh nên bắt đầu từ FDS shop. Đúng rồi. Và bá số lầm FDS nữa. Tại vì bá số lầm FDS là chuyên về vận chuyển và delivery. Dạ đó, đúng không? Thì mình bắt đầu từ FDS shop và bá số lầm FDS nha mọi người. Thì một câu hỏi tiếp theo luôn nha anh. Chào ông Tống Hoài Dân, tôi là Kim Ngân. Tôi đang có ý định chuyển đổi số cho doanh nghiệp vận tải của tôi. Này đúng của anh này đó. Tôi có câu hỏi muốn đặt ra cho ông là khi chuyển đổi số hoàn tất, tôi có cần thiết phải có nhân viên IT hay không? Hiện tại công ty tôi không có nhân viên IT. Đây là một trường hợp rất phổ biến. Đa số doanh nghiệp thì không có hẳn cái lực lượng IT. Thì đối với những doanh nghiệp như vậy á, thì việc mà bỏ tiền ở chuyển đổi số đã là một cái chi phí rồi. Bây giờ mình phải gánh thêm một cái lực lượng IT thì quá lớn. Đúng không? Tại vì cái chi phí mà cho lực lượng IT chỉ để chạy cái hệ thống đó thôi. Chứ họ bản thân những người IT thì họ không trực tiếp tạo ra doanh thu. Thì chắc chắn các doanh nghiệp sẽ suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Thì đó là một cái gốc của chuyển đổi số là cloud. Tức là ABCD thì C là cloud. Cloud có nghĩa là gì? Dịch vụ điện toán đám mây, tức là em tìm trên đám mây sẽ có. Chứ em không cần phải lo về và em sở hữu nó. Em không cần nguyên một team để em vận hành cái đó mà em cứ tìm trên đám mây. Biết đâu có những nhà cung cấp nào đó họ đã cung cấp cái dịch vụ đó rồi. Em lấy em xài thôi. Mình lên trên đó đúng không? Em đăng ký theo trả theo hàng tháng hoặc là hàng năm gì đó thôi. Thì đó cũng là một cách để em giảm thiểu cái chi phí vận hành, bao gồm cả chi phí cho nhân viên. Tại vì nhiều khi mình làm một cái phần mềm mới để mà mình giải quyết cái vấn đề của mình hiện tại á, thì mình lại phải cần một hội nhóm họ vận hành cái đó, họ theo dõi cái đó. Thay vì điều đó thì mình họ đảm bảo an toàn luôn. Mình trên, tìm kiếm biết đâu có cái dịch vụ đó thì mình thuê lại đúng không? Đúng rồi. Và trên đám mây thì em sẽ được hưởng những cái tiện ích khác, chẳng hạn như là dữ liệu em không bao giờ bị mất, nó backup tự động. Nó lưu trữ tự động, tức là khi có sự cố gì thì em có thể khôi phục lại dữ liệu luôn. Và khả năng online của nó là 24/24. Đó, thì mình tự tổ chức cái server của mình thì để tốn kém hơn. Một câu trả lời rất là hay ho, và em nghĩ là người chọn hỏi câu này cũng sẽ có được một cái lời tư vấn rất là hiệu quả, mình bớt được chi phí, tiết kiệm tiền anh ha. Đó là mặt thứ nhất. Và sau đó thì em tăng được cái lượng khách hàng. Đỡ có thuê nhân viên IT nè. Cũng nên, dù nếu mà chẳng hạn cái nghiệp vụ của em phức tạp thì em cũng nên có một bạn, hai bạn gì đó để để có thể xử lý kịp thời những gì mình cần làm, và từ đó mới áp dụng biến đổi số, nó không mất thời gian nữa không anh? Thưa quý vị, qua những lời chia sẻ vừa rồi của anh Tống Hoài Dân thì chúng ta cũng đã thấy được phần nào rõ ràng là chuyển đổi số là một bệ phóng vô cùng quan trọng trong các công ty hiện tại. Nói đến hồi nãy giờ thì mình đã chia sẻ về những doanh nghiệp đã có từ rất lâu, và đối với những doanh nghiệp mà mới bắt đầu mọc lên sau này là những doanh nghiệp mà non trẻ, thì anh nghĩ là họ nên chuyển đổi số ngay từ bây giờ luôn không? Hay là khi nào mới bắt đầu thì phù hợp? Có nghĩa là mới lập công ty là mình phải cho công ty mình là số hóa liền luôn không? Các bạn cần cân nhắc về chi phí và cái thị trường của mình. Tức là giai đoạn đầu dĩ nhiên là mình cũng biết là startup sẽ cân nhắc về cái khoản đó. Nếu chúng ta startup
mọi thứ đều mới. Mà nếu nó đã mới thì rất là thuận lợi cho cái việc chuyển đổi số, tại vì chúng ta không phải phá vỡ một thói quen cũ. Thì như vậy á, khi mà chuyển đổi số ngay từ lúc mới start up sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều nếu bạn chuyển đổi số sau đó. Thế nhưng mà nó sẽ nảy sinh ra câu hỏi là chuyển đổi số cái gì? Chúng tôi mới thành lập công ty, chúng tôi còn chưa có gì nữa mà lấy gì mà chuyển đổi số. Thì các bạn nên tiếp cận theo cái hướng là kinh doanh chuyển đổi số. Tức là kinh doanh theo cái thời đại chuyển đổi số. Hãy nghĩ ở cái góc độ là cái thời đại này là thời đại chuyển đổi số, chứ không phải thời đại hồi trước nữa. Không phải hồi xưa là chúng ta dắt cái xe máy ra đường là chúng ta làm business, chúng ta làm kinh doanh. Mà thời điểm bây giờ cái xe máy nó chưa đủ. Em phải có cả cái hệ thống dữ liệu, cả cái hệ thống tiếp thị marketing xịn sò. Đó, như thế thì chúng ta kinh doanh thời điểm này nó khó hơn thời điểm trước. Thời điểm trước thì em chỉ cần có ý tưởng và có một tí gì đó khác biệt, chẳng hạn như em biết cái nguồn hàng đó rẻ cả. Làm nhào tới em mua là em thắng. Nhưng bây giờ là không có như vậy, thì thông tin nó được san sẻ ra hết rồi. Còn connection bây giờ là tự do, ai cũng có thể connect được với ai cả. Mạng xã hội mà, ai cũng có thể connect được với ai cả. Cơ hội không chỉ dành cho mình. Đúng không? Thì là nó bây giờ nó khó hơn lúc trước. Cho nên là hãy suy nghĩ ở cái thời đại chuyển đổi số, chứ đừng suy nghĩ cách đây mấy chục năm trước hoặc là vài năm trước. Khác hẳn. Và càng ngày nó càng khác nữa. Chỉ cần 2-3 năm sau thôi là xíu. Đúng, mình đôi khi còn không kịp, mới nhiều nhắm mắt một đêm mình sao. Đó là tại sao anh lại chọn cái câu nói này, tức là phải chuẩn bị cái đã. Chuẩn bị về tâm thế, về kiến thức. Kiến thức rất quan trọng các em. Là phải đọc sách, rồi phải tìm hiểu, phải nghiên cứu cái gì người ta có trên thị trường rồi. Và người ta chuyển đổi số nó như thế nào, mình chuyển đổi số được không. Dĩ nhiên là tiên mới lập công ty ra thì chưa chuyển đổi gì đâu. Chỉ cần là dùng ý chí và năng lực thôi. Nhưng sau đó một thời gian ngắn em sẽ thấy là phải chuyển đổi số. Vậy thì lộ trình theo từng giai đoạn chuyển đổi số cho các startup khi mới bắt đầu thì sao? Anh có thể phân chia nó làm ba giai đoạn. Đó là giai đoạn đầu tiên là em sẽ chuẩn bị. Thì đó, giai đoạn chuẩn bị này thì em chưa phải làm gì cả. Em thiết lập một cái kế hoạch thôi. Thì trong cái kế hoạch đó là em sẽ phải giải quyết những bài toán cốt lõi của cái doanh nghiệp startup. Dĩ nhiên startup nào nó cũng giống nhau ở giai đoạn này. Bài toán cốt lõi là em sẽ kinh doanh cái gì, ai sẽ là người tài trợ hoặc là người cấp vốn cho em, và ai sẽ là người đi với em. Hoàn toàn không có gì liên quan đến chuyển đổi số cả. Bài toán rất là bình thường như mọi startup khác. Đây là giai đoạn chuẩn bị. Nếu chuẩn bị được cái này tốt, tức là nãy anh nói là chuẩn bị ở trong cái bối cảnh là chúng ta đang sống trong thời đại chuyển đổi số. Chuẩn bị cái này tốt thì bước qua giai đoạn 2 là giai đoạn em thực sự bước vào cái guồng máy của doanh nghiệp. Tức là em phải bắt đầu chi rồi đó. Bắt đầu spend, bỏ tiền ra. Nghĩ tới chuyện thu ở đâu đấy, nếu mà thu được, nhưng mà chưa, giai đoạn đầu thì chưa ha. Chúng ta dùng chuyển đổi số để chúng ta giảm bớt cái số tiền chúng ta chi ra giai đoạn này. Thì chẳng là em nói này về chatbot. Em mở một cái dịch vụ là 24/7 về phục vụ khách hàng lúc nào cũng nhiệt tình ha. Lúc nào cũng 24 giờ rồi 7 ngày. Sẽ có những cái option. Anh thuê khoảng 4-5 người, 5-6 người, hoặc 100 người gì đấy để trả lời luôn luôn customer service mà. Tư vấn khách hàng về sản phẩm, khuyến mãi vân vân cái kiểu. Thì bây giờ em dùng chatbot thì em sẽ phải công đoạn đấy. Đó là giai đoạn thứ hai là chúng ta bắt đầu thực sự đưa chuyển đổi số vào trong doanh nghiệp của mình. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn bùng nổ. Ở cái giai đoạn này á, giai đoạn này mới thực sự là cái giai đoạn mà em thấy cái giá trị của chuyển đổi số. Tức là em sẽ bắt đầu có được những cái quả ngọt từ cái việc đầu tư ban đầu của giai đoạn 2. Giai đoạn 1 là em chuẩn bị nhân sự này nọ ha, nhân sự em tốt. Xong tới bây giờ là giai đoạn 3. Thì ở giai đoạn 3 thì nó nảy sinh cái vấn đề. Tức là khi mà cái idea của em đúng, nó bắt đầu nó sinh ra trái ngọt. Vấn đề nằm ở chỗ là liệu rằng em có tồn tại nổi với những đối thủ cạnh tranh khi họ thấy cái kết quả kinh doanh của em tốt như vậy hay không? Anh có thể cụ thể không? Lấy ví dụ như là em làm về xuất khẩu một cái loại trái cây gì đó mà bên nước khác họ không có. Và em bùng nổ, thì liệu rằng em tồn tại được hay không? Nếu mà những người kia họ có nhiều vốn, họ có nhiều nguồn lực hơn, họ chỉ cần 1 phút 30 giây là có thể build một cái business giống như em thôi. Đúng rồi. Vì họ thấy cái lợi nhuận mà. Em là một cái sample, một cái ví dụ cho cái lợi nhuận đấy, thì chắc chắn họ sẽ nhảy vào trước, họ làm và cái họ cạnh tranh trực tiếp với mình luôn nữa, thì thế đó là cái bài toán thứ ba, là cái bài toán khó nhất. Đâu có phải là có lời là dễ đâu. Khó nhất, nhưng phải giải bài toán này như thế nào. Ở cái vị trí mà em đứng ở chỗ đó rồi á, thì chúng ta nên liên kết. Là chúng ta san sẻ cái thị trường của chúng ta ra. Tại vì chúng ta cảm thấy nó doanh thu nó nhiều quá thì chúng ta nên san sẻ ra.
cho những người khác để họ vào và họ cộng tác với chúng ta, để vừa là đối tác vừa là bạn đồng hành. Yeah. Quá tốt đúng không, còn hơn là đối thủ. Yeah. Thì dẫn đến là gì, cái thị trường nó vừa bự ra nữa, tại vì những người đi vào họ sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, nhiều kiến thức hơn và giúp cho mình mở mang được nhiều thứ hơn. Còn nếu chúng ta cứ khư khư ôm cái cục đấy. Yeah. Và chúng ta đi một hồi là thế nào cũng sẽ phải gặp vấn đề. Dạ đúng. Đó là thứ ba. Cảm ơn anh, những cái câu trả lời của anh là coi như là rất là bao quát và cho mọi người hiểu rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến một phần cụ thể hơn, đó chính là phần câu hỏi của khán giả. Xin chào chuyên gia, tôi là Cao Văn Lâm, đã làm trong ngành du lịch được 15 năm và em trai tôi là một IT. Sau khi chúng tôi quyết định tìm hiểu về chuyển đổi số, chúng tôi quyết định start up về ngành du lịch và áp dụng chuyển đổi số vào công ty. Và xin hỏi tôi phải cần chuẩn bị những gì để có thể bắt đầu start up và để đạt được thành công? Câu này đầu tiên em cũng trả lời giùm anh đó luôn á, là phải tham khảo đúng không anh? Hỏi thị trường tiếp, coi như là những đối thủ của mình đã làm những gì chưa? Rồi đó. Thì em nghĩ là đôi khi có những câu hỏi mà nãy giờ mà anh Dân đã trao đổi với Hàng Yến, trao đổi với em á, thì tất cả những câu hỏi này hầu như cũng chúng ta có thể trả lời được rồi. Dạ. Ngoài ra anh còn thêm gì đó ngoài những ý đó? Ví dụ là khảo sát thị trường rồi phải coi cái đối thủ của mình như thế nào đúng không anh? Ý là cái ngành đây là ngành du lịch. Dạ. Thì đầu tiên ngồi xuống nghĩ cái đã, từ cái nghĩ đó là sáng tạo, tức là mình nghĩ ra một cái dịch vụ sáng tạo cơ, chứ không phải là những cái dịch vụ mà người khác đã làm rồi mà làm. Dạ. Nhiều mình nghĩ ra một cái dịch vụ sáng tạo đó chưa ai làm. Dạ. Du lịch thì có thể đánh vào thế mạnh của địa phương. Ừ. Những cái món ăn mà nó chưa ai khám phá. Yeah. Rồi những cái danh lam thắng cảnh là nó chưa ai biết. Rồi những dịch vụ trải nghiệm. Đúng rồi, đúng rồi xong. Yeah. Em phải tìm cách em tiếp thị nó lên trên mạng. Yeah. Để cho càng nhiều người biết càng tốt. Dĩ nhiên là trước khi tiếp thị được, tụi em cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cái cơ sở vật chất cái đã. Yeah. Để khi có khách đến thì mình đón được. Đó. Yeah. Cũng nên mở rộng nguồn tài liên kết, tại vì làm du lịch thì thường liên quan tới khách sạn. Dạ. Yeah. Dĩ nhiên khách sạn bây giờ là 4.0 rồi, cho nên yeah. là các cái đơn vị đối tác nhiều lắm, họ book hết rồi. Yeah. Cho nên là mình muốn làm du lịch thì mình cũng phải tự xây cái hệ thống phân phối của mình riêng. Yeah. Hệ thống phân phối khách sạn cho các cái khách hàng. Đó. Thì cái ngách của du lịch là gì? Từ đó mà mình sẽ đánh mạnh vào. Nói chung là nên chuyên. Ngách có nghĩa là mình chuyên á, chứ mình đừng yeah. có kinh doanh rộng khắp. Yeah. Không thể bằng những công ty lớn người ta đã làm đó. Yeah. Tiếp theo một câu nữa anh, chính là em tên là Lưu Quốc Hùng, em đã start up vào ngành thời trang được 1 năm, ngành của em đó. Hiện tại em đang muốn áp dụng chuyển đổi số để có thể quản lý kinh doanh hiệu quả hơn. Chuyên gia cho em xin được hỏi là em nên tìm đến các công ty hay tìm những cá nhân hay là freelancer để tiết kiệm chi phí? Ưu nhược điểm của freelancer là gì? Thực ra đối với freelancer thì các em sẽ được cái trước mắt. Yeah. Tức là freelancer thực sự họ là những người kinh nghiệm, cũng đã từng làm những dự án lớn chứ không phải nhỏ đâu. Yeah. Họ rất kinh nghiệm. Bản thân anh cũng đã từng cộng tác với freelancer khoảng thời gian lâu trước đây. Yeah. Trước khi anh start up thì đó cũng là một cách để em rút ngắn được thời gian. Tức là em cảm thấy rằng mình chưa đủ cái nguồn lực để mình cộng tác với một công ty hẳn thôi, thì mình có thể cộng tác với freelancer trước đã, để các bạn đấy sẽ build cho mình, xây dựng cho mình một cái giải pháp nhanh chóng. Có thể là các bạn đấy đã có sẵn cái giải pháp rồi, các bạn xây dựng cho mình thôi. Nhưng mà tốt nhất là tuân thủ theo copyright nha, không được lấy của người khác. Freelancer thì cẩn thận cái vấn đề copyright, mình chỉ khuyên như thế thôi, tức là chỉ sử dụng kiến thức thôi. Hoặc là những có thể là dùng những cái open source, em biết open source chứ gì? Hoặc là mạng nguồn mở để tăng tốc. Tức là đối với mạng nguồn mở thì có một số công ty cũng cung cấp dịch vụ rất tốt. Yeah. Thì em có thể cộng tác với họ và chi phí vừa phải. Yeah. Đó, thì được cái là copyright nữa, tức là không không vì sợ lo vấn đề bản quyền, tại vì freelancer thì không có đảm bảo em vấn đề bản quyền. Yeah. Làm xong thôi à. Sau một thời gian mà em gọi là nhiều khi bác không bắt máy đâu. Làm xong thì thôi. 2-3 tháng xong thì thôi. Yeah. Đó, thì nếu mà em muốn đi lâu dài nên nghĩ nghiêm chỉnh ngay từ đầu. Xin được cảm ơn anh những phần chia sẻ rất là quý báu của anh. Với những phần chia sẻ vừa rồi rất là hết mình, hết lòng và hết tâm huyết của anh Tống Hoài Dân thì cũng đã khép lại chương trình Chuyên gia nói ngày hôm nay. Và thưa quý vị, chương trình Chuyên gia nói của chúng tôi được phát sóng định kỳ hàng tuần vào 22:30 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7 và các hệ thống của MCV Network. Dạ, xin được cảm ơn anh Dân ngày hôm nay đã dành rất là nhiều thời gian quý báu để đến với chương trình và chia sẻ rất là nhiều những kiến thức cho một tờ giấy trắng như em. Dạ. Cũng cảm ơn em đã chịu khó ngồi đây để nghe anh nói, và cũng qua đó hy vọng là những cái gì anh chia sẻ có thể giúp ích em được rất nhiều. Dạ. Các bạn khán giả đài truyền hình. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Chuyên gia nói ngày hôm nay. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.